Hello, Tina hả? Ừ, hồi nãy em có kêu anh xếp chân gà, giờ anh tới rồi nè. Rồi... con gà lấy giùm anh nha, đi trước cửa nhà em nè. Thôi, cũng được thôi em ơi. Anh giao xong phải đi liền chứ. Không có thời gian ở đây chơi với em sao. Ủa mà chơi cái gì? Thôi, cũng được đâu, bận lắm. Rồi thôi. Rồi, ok. Ủa, chào anh. Lâu quá không gặp, anh khỏe không? Rồi bọc chân gà em đâu? Đây, nãy em mới kêu anh đưa chân gà cho em nè. Rồi anh đi nha. Ở lại em đi. Có mình em mà ăn đâu có hết đâu, nhiều nữa. Ừ, cũng được ha. Một chút xíu thôi nha. Chút xíu anh về nha. Rồi chân gà của em bỏ gì quá trời mà nhìn xong thấy hấp dẫn quá vậy em. Thì nè, muốn cho thơm thì để gừng thử mùi tanh nè. Còn thơm nữa thì để tắt, thấy không? Một trái thì cắt ra 3 miếng nè, 3 miếng vậy. Đó, rồi muốn thơm nữa thì có xả. Chứ đây, ớt, ớt Sừng Trâu. Với ớt xanh. Đó, ai muốn ăn gì ăn, nhưng mà mình để vô cho thơm. Để ăn thôi là mình làm cái nước á. Cái nước cho nó ngấm vô rồi để ăn cho nó. Trời ơi, hèn chi, anh nhìn nó to, nó bự. Trắng nữa chứ. Con gà nó to, nó bự. Trắng nữa chứ. Trời ơi, cái mùa. Cái mùa này mà kiếm chân gà bự như vậy là cũng khó lắm đó anh. Tại vì, không, mùa dịch mà kiếm được cái chân gà này là khỏi nói luôn. Đúng rồi, chọn em phải về hả, em phải chặt ra, rồi em rửa nước muối, rồi rửa chanh nữa. Bởi vậy như vậy nè, anh thấy không, nó trắng và nó mềm không? Đúng rồi, nó bự nữa chứ. Khi mà luộc xong á, em còn phải ngâm qua nước đá nữa để cho nó hả, nó giòn, thấy không? Anh không có biết gì hết trơn trời. Để em làm lần hồi cho anh ăn thử coi nó sao nha. Anh nhìn thấy là thấy ngon lắm luôn á. Mà con to thiệt. Cái chân gà này á thì dành cho những bé mà tuổi tiên. Những cái người mà thích ngậm chân á. Đó, người ta nó ngậm đó, thấy giòn giòn ăn sực đồ ha. Ngon đồ cay the gì có đầy đủ. Đó. Còn cái này nữa thì cũng dành cho một phần nữa là những cái người mà nhậu. Đó, ngồi mà ngậm không là cũng ngon rồi đó. Uống chút bia nữa. Chút xíu em cho anh ăn. Thử gì? Thử chân gà chứ thử cái gì? Ủa vậy? Chân gà chứ thử cái gì? Ủa vậy hả? Trời ơi. Mà em cứ anh làm cho anh tưởng không à. Tưởng tối ngày mơ chứ tưởng. Anh tương với mỡ viết quen. Trời ơi, chân gà ngon quá em ơi. Anh thử với nha. Đây, đây nè. Em thử rồi, nó thấm chưa? Ôi trời, ăn nhũ nhão tùm lum hết trơn gì. Ủa mà nãy anh nói anh chạy mà. Sao giờ anh không chạy? Thôi, nay chân gà ngon quá. Anh ta áp nghỉ đúng rồi. Trời ơi. Ừ, em nó thiệt nha, tối giờ nó ăn chân gà nha. Ngon không? Ngon. Em làm đó. Ngon lắm luôn á. Ngon lắm. Không biết nói sao luôn á. Tự gì tôi định nói chứ. Thay đó. Ngon quá em ơi. Ngon lắm á. Em làm mà. Vậy á, là em nên bán đi. Thôi trời ơi, em biết muốn bán gì đâu mà bán. Bán đi, bán online đi. Trời ơi, nhiều người mua lắm, ngon lắm. Trời ơi, em bán ai mua? Không ai mua, anh mua cho. Em cứ bán đi, ngon lắm. Vậy nha. Rồi, để em làm bán. Bán đi. Bán em. Em giờ muốn thấy hấp dẫn hết chứ vợ. Ngon mà. Vô. Ăn quá hả? Hảo bán mà. Em cũng mệt nữa. Giờ sao?
Thôi chắc anh về anh chạy xe quá. Ở tỉnh thì chạy xe cho công an bắt cái gì. Ở đây đi tỉnh tỉnh đi rồi đi về. Về đâu? Về nhà chứ về đâu trời. Vậy hả? Anh tưởng có về nhà em không đó. Trời, cha mày yếu quá. Chậu với cha chán chết. Thôi, để điện anh khác. Cả anh này không được rồi. Gác mộng gì đâu mà yếu thiều, yếu sệt.